Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một đôi loa thật là tuyệt vời, đến từ thương hiệu của Tannoy đẳng cấp thế giới. Và đặc biệt nó còn cả thùng xốp này nha. Cặp loa có model là Tannoy Gold 5. Thì cặp loa này nó rất là độc đáo luôn. À, thì tí nữa những ai mà chưa bao giờ mà biết tới cặp này thì mình sẽ xem để thấy được cái độc đáo của cặp này. Thì cặp này anh em nó là vừa trên máy bay xuống anh em. Khôi hay nói vui là máy bay mới vừa thả dù xuống cho Khôi ha. À, rồi tại vì nó là thùng xốp và nó đẹp. À, nói chung là vậy. Thì anh em là đang có nhu cầu thì xem clip với Khôi ngày hôm nay nha. Đặc biệt là những người mà thích cái sự độc đáo, thích đẹp, thích còn nguyên cái thùng xốp để trưng bày, để khoe với bạn bè thì anh em cùng xem clip ngày hôm nay. Đây Khôi đưa máy gần này, gần một chút để anh xem cùng xem. Đó, đây Tannoy Gold 5 anh em, Gold 5 ha. Thì đây này, thùng đồ các thứ nó có cái thông số trên này. Đó, 200W này. Đến bia wifi này. Đó. Nói chung là rất tuyệt vời ha. Đó. Thùng còn rất đẹp. Còn rất đẹp này. Đó. Còn rất tuyệt vời ha. Đó. Thì cái loa này nè. Cái loa này nó gọi là cái loa liền công suất đây. Đó, bây giờ mình mày khui để anh em cùng xem này. Đó này. Đó, có công tắc cắm vào là chơi thôi ha. Đó, ok chưa? Giờ Khôi bật máy nha. Thì Khôi sẽ khui cái thùng ra để anh em cùng xem. Đây, chuẩn bị sẵn dao rồi. Đó. Chỉ có một đường thôi, một cái băng keo thôi là mình sẽ gỡ ra rồi. Này. Ok chưa? Bây giờ mình anh em cùng xem này. Nguyên thùng xốp nha. Đó. Nguyên thùng xốp, nguyên nguồn zin rồi luôn. Đó, nguyên nguồn zin. Nguyên nguồn rất là lớn, nó còn đủ 3 chấu anh em nhé. Đây, nguyên nguồn của hãng này. Đó. 15 ampe anh em nhé. À 15 ampe, nó rất là công suất rất là lớn. Đó. Bình thường thì ở ngoài nó có 12 thôi. Đó. Thùng rất là chắc chắn đây nè. Còn nguyên catalog luôn nha. Đây, nguyên nguồn catalog này. Đó. Ok, rồi, các bạn nó về đi. Bây giờ Khôi sẽ bưng nó ra ngoài. Rồi mình sẽ xem chi tiết, rồi sẽ test chất âm cũng như sẽ báo giá, và mức giá thì cũng rẻ anh em. Trên chục triệu thôi, mười mấy triệu á, trên chục. Có nghĩa là mình báo cái mức giá để cho những ai mà có điều kiện á, trên 10 á, thì mình tiếp tục mình xem. Còn nếu như mà mình ít quá thì thôi, mình cũng không cần phải xem đâu nhé. Rồi. Rồi, Khôi vừa bê nó ra rồi nè, nha. Đầy đủ phụ kiện luôn, còn cả bịch đầy đủ ha. Thì mỗi vé á, mỗi bên á thì nó sẽ là như thế này. Thì như Khôi nói á, đây là cái loa tích hợp công suất ha. Anh em về chỉ cần về cắm tín hiệu và cắm điện vào là sử dụng thôi. À, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nè. Thì bây giờ nha, Khôi sẽ quay cái phần nội thất này. À, cái cầu phụ kiện. Một sợi dây nguồn này, 3 chấu ha. 3 chấu. Dù như anh em về mà sử dụng điện mà có 2 chấu bẻ cái này đi. Nhưng mà Khôi nghĩ thì những anh em treo audio thì chắc chắn rồi. Đều có những cái ổ điện 3 lỗ ha. À, cái này là chân mát rồi. Ok, dây điện này hạng này nè, công suất lớn nha. Tới 15 ampe anh em ha. Thì nó cái đời này đời Mỹ nha anh em. Đời Mỹ này, cái dây điện là 125V này. Tí có sẽ quay phía sau để nói về cái phần điện đài. Đó, anh em cùng xem. Thì bên này cũng vậy, một cái dây nguồn, một cái tô lô. Và đây là có cái dây nối nữa, dây tín hiệu vào á. Dây tín hiệu vào là 3.5, cả hai đầu như nhau, input output như nhau. Rồi ok, bây giờ trong cái cuốn Gatolo đây nè, thì họ làm có 3 đời nè, 3 đời trong cái series này. Nó sẽ có Gold Series 875. Cái cặp này là cặp 5 ha. Rồi Gold 5. Gold là màu vàng á, là được cái loại vàng này nè, mà kiền vàng, loại vàng, chữ vàng thì còn gọi là Gold. Đây bây giờ phân mở ra. Đồ đẹp thì không phải nói rồi anh em ha. Tuyệt vời, ốc lục giác này. Đây cái Gold này, cái loại Gold này nè, gọi là Gold ha. Đồng trục, cái này là dạng đồng trục. Đó. Ta nói đua. Đó. Con xem nít trôn chân này. Đó. Rồi có hai cái cốt tinh chỉnh này này. Đó, đây. Thì nó là design and engineer the mid in the UK anh em nhé. UK là mật. Rồi. Thì ngoài hình thì không phải lo rồi. Đó. Ok.
Đây số series theo cặp này anh em ha, số đuôi này. C2B này, C2B này. Rồi thì đây mình nói về các cái thông số kỹ thuật của nó này. Cái phần này là output là input vào này anh em. Input vào này. Input vào này, nó có cái công tắc này này, LR này. Đó, speaker portion này. Đó. Thì cái này thì chắc nhiều người cũng biết rồi, thì có chỉ nói cơ bản thôi. Rồi tiếp theo thì cái cục này đây anh em, AC cắm vào này anh em. Đó. 50-60 Hz. Đó. 50W. Dùng điện là 100 hoặc là 240. Đó. Thì đó là cái phần dòng điện, thì theo đời thì nó sẽ có cái dòng điện khác nhau ha. Rồi, còn đây là cái phần công tắc. Đó. Auto standby. Thì cái phần input này anh em thấy chữ input này. Input vào á, input vào thì mình sẽ cắm ba lăng hoặc là jack 6.5 ly. Cái jack này là jack mic karaoke á, thì cái này có nhiều anh em nhé, có nhiều. Đó. Mình không phải ngại, thì cái này là những cái cặp loa Akai hoặc là những cái đồ thì cũng được sử dụng cái jack này, đặc biệt là loa Akai á. Sử dụng jack 6.5 này ha. Đó, thì loa thường shop thì chắc anh em không cần phải hỏi là có hoạt động không rồi, thì chắc chắn là phải hoạt động rồi. Vì hàng còn cả đây này, còn cả cái cục chống ẩm luôn. Đó. Có tem, có số xuất xưởng rồi luôn này ha, đây nè. Nên mình không phải lo ha. Thì cái tem này được dán, được nhập khẩu và phân phối tại Nhật anh em nha. Tem Nhật này, có chữ Nhật này. Hàng này là hàng từ Nhật về. Đó. Cũng nói rõ ràng như vậy để anh em yên tâm ha. Rồi ok, về sử dụng anh em. Thì những ai mà có cái phòng nhỏ, muốn gọn gàng cắm điện và xài bằng điện thoại, Bluetooth, thì nó rất tiện lợi anh em. Rất tiện lợi luôn ha. Đó, nó rất là tiện lợi. Thì những cái phòng to thì mình nghe hai cái. Còn mà nếu như anh em mà có ý định mà mua tặng á, ví dụ như tặng cho bố vợ ha, tặng cho bố người yêu chẳng hạn, thì anh em tặng cái dựng cái cũng được. Tại vì mình, nếu như mình nghe trong phòng á, thì mình nghe được một cái ha. Đó. Còn mà mình nghe trong cái không gian lớn mà trưng bày nữa thì phải nghe hai cái. Thì lúc đó thì hai cái thì nó mới chuẩn. Đó. Thì tín hiệu thì mình chia đôi ra, mình nghe từ CD, từ điện thoại thì mình chia ra bên này cái, bên kia cái, lúc nào nó cũng còn. Mình nghe chế độ CT á là mình sẽ có hai loa anh em ha, hai dây đó. Rồi ok, thì cái đó anh em sử dụng thì lúc đó mình sẽ nghiên cứu thêm ha. Rồi thì những clip sau mà còn hàng á thì kho sẽ test nhạc để anh em cùng nghe thử, còn mà bán rồi thì thôi nha. Vì hàng thùng shop thì ít khi mà kho phải test lắm, tại vì nhìn cho những người thích chơi sưu tầm và những người mà biết tới cái món này thì mình sẽ chơi ha. Rồi và cái mức giá này kho báo công khai đi luôn ha, anh em nào thấy hợp lý thì mình liên hệ để giao lưu. Và giá thì rất là rẻ luôn, thật sự là báo ra cái anh em giật mình luôn ha. 14.500 trong một cặp loa tăng loa đồng trục này. Đó, gold 5 anh em, rất là rẻ ha. Rồi ok, khôi xin tạm dừng clip ở đây và chúc tất cả mọi người sẽ có một lựa chọn được một món hàng thật là ưng ý nha. Còn yêu thích cặp này thì anh em là liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Khôi xin phép tạm dừng. Về phần hoạt động thì chắc chắn rồi, anh em không yên tâm. Khôi không có đăng lên ở đây vì hiện tại là mình chưa có cái jack. Nhưng mà chắc chắn khi mà ship đi thì Khôi cũng phải có clip test để anh em yên tâm khi mua hàng nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại.